Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận gần 900 ca bệnh xác định sốt xuất huyết Dengue. Với thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay thì ngành y tế địa phương dự báo là diễn biến bệnh sẽ tiếp tục khó lường trong thời gian tới. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tuần thứ 27 năm 2024 được ghi nhận là tuần có số ca mắc sốt xuất huyết đạt đỉnh với 70 ca. Từ đó đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng giảm thất thường, cho thấy tình hình bệnh năm nay rất phức tạp, khó lường. Thời tiết nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản và bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế không có ca bệnh trong các năm 2021, 2023 và có 15 ca bệnh rải rác vào năm 2022. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, địa phương này cũng đã ghi nhận gần 30 ca mắc sốt xuất huyết và đang có chiều hướng lây lan ra các xã khác. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết phức tạp, ngành y tế Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống. Chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, cập nhật tin tức dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, bệnh sởi đang trở thành mối nguy cấp tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà số ca mắc tăng nhanh trên diện rộng và đã có 3 trẻ em tử vong do đã được điều trị tích cực. Mới đây thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố công bố dịch trên địa bàn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến ngày 11 tháng 8 2024, thành phố đã ghi nhận 597 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 346 ca cho kết quả dương tính. Đặc biệt, trong số các trường hợp có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh có 153 ca dương tính với sởi. Hiện nay sởi đã xuất hiện tại 57 phường xã thuộc 16 quận huyện của thành phố. Nó khó thở, nó mệt, nó ho và nó sốt ly bì. Sốt rất là nhiều, sốt nhiều hơn là bình thường. Khi mà bé con mình nó sốt cao từ 2 đến 3 ngày, đồng thời nó phát ban. Cái đặc điểm phát ban của thằng sởi nó hơi khác với những cái khác, nó sẽ bắt đầu từ cái vùng sâu gáy mang tai nè, nó lan ra vùng phía trước mặt và lan xuống dưới ngực, bụng và lưng. Đó là cái chiều hướng đi của thằng ban sởi. Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm ngừa vaccine sởi cho các đối tượng có nguy cơ. Đây được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Trước cái tình hình mà bệnh sởi đang diễn biến rất là phức tạp ở trên địa bàn thành phố, số ca mắc rất là nhanh trong năm nay, Sở Y tế cũng đang chuẩn bị để tham mưu và triển khai một cái chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ em, không kể cái tiền sử tiêm chủng trước đó, để nhằm củng cố cái tỷ lệ bao phủ vaccine sởi để đạt được trên cái mức là trên 95%. Ngoài việc chủ động đưa con em từ 9 đến 18 tháng tuổi tới các trung tâm y tế phường, xã để tiêm vaccine ngừa sởi, người dân cũng cần tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm khác như đeo khẩu trang, vệ sinh, rửa sạch tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người. Đặc biệt là trong thời điểm bệnh sởi đang diễn ra phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan y tế là yếu tố then chốt để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch sởi trong cộng đồng.